Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cung cấp phần mềm cờ tướng. Trước mắt các bạn đây, đó là hai phần mềm cờ tướng cơ bản của dòng phần mềm cờ tướng Bánh Phi nhé, hay còn gọi là Pen Phay đấy. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật bảng giá cho tất cả các bạn cùng biết những cái loại phần mềm thì bảng giá nó như thế nào, tác dụng để làm gì. Ok. Đấy, thì nói chung trong cái hệ thống phần mềm của tướng ấy, thì chúng ta sẽ có một số cái như sau. Thứ nhất là GUI Auto. GUI Auto này là GUI cờ tướng Pen Phay Chess của bên tác giả Alan Thinker. Đấy, thì chúng ta sẽ khi mà mua cái này ấy, thì chúng ta sẽ có cái gì? Có cái GUI Auto này. Đấy, và chế độ bảo hành như thế nào? Chế độ bảo hành của nó thì chúng ta sẽ được phép chuyển máy một ngày một lần nhé, 24 giờ một lần. Chúng ta được phép chuyển máy 24 giờ một lần. Chúng ta được phép chuyển máy 24 giờ một lần. Đấy, trong vòng 3 năm, hết 3 năm thì máy nào đang sử dụng thì sẽ sử dụng vĩnh viễn. Mình đánh giá rất cao cái thằng GUI Pen Phay Chess này, giá rất là rẻ mà auto ở Việt Nam, web rất là tốt. Ở Việt Nam chúng ta đa số là web, không giống như bên Trung Quốc chủ yếu là ứng dụng như giống như kiểu điện thoại ấy. Thì nó auto như thằng sắc chết thì auto bên Trung Quốc khá là tốt, nhưng mà ở Việt Nam web nhiều nên là cái thằng Pen Phay này auto rất là tốt. Mình đánh giá cao thằng Pen Phay này hơn. Đấy, về giao diện thì thằng sắc chết hơn. Đây là thằng sắc chết nhá. Đây là thằng cá mập đây. Đấy, thì ok, mình sẽ thằng Pen Phay này thì giá của nó đây. Mình mới giảm giá tất cả các loại nhá, siêu rẻ cho các bạn luôn. Đây. GUI Auto nhá. GUI Auto đấy thì các đại lý khác bán giá 1,7 triệu cho các bạn. Thì bây giờ mình trước là mình bán 1,6 triệu, bây giờ mình bán cho các bạn 1,2 triệu thôi. Đấy. Auto siêu nhanh, phù hợp với web ở Việt Nam, chuyển máy 24 giờ một lần trong vòng 3 năm. Hết 3 năm máy nào đang sử dụng thì sử dụng vĩnh viễn, được chưa? Đấy. Thứ hai là thằng GUI Cá Mập. GUI Cá Mập này. Đấy. Thì GUI Cá Mập này thì chuyển máy nó sẽ khó khăn hơn. Khi chuyển máy các bạn sẽ phải liên hệ lại mình, được chưa? Các bạn chuyển máy các bạn sẽ phải liên hệ lại người bán. Thì các bạn được phép chuyển máy 2 lần trong vòng 1 năm nhé. Đấy, tức là trong hết 1 năm các bạn, hết 1 năm các bạn không chuyển máy lần nào, thì khi các bạn chuyển máy hết thời hạn 1 năm từ ngày mua các bạn chuyển máy, thì các bạn cũng sẽ phải mất tiền cho mình, tức là phí là 100 tệ, được chưa? 100 tệ tương ứng với độ tầm khoảng 350.000. Đấy là giá gọi là giá gốc luôn đấy, mình cũng không lấy lãi cái làm gì cả, mình chỉ hỗ trợ khách hàng mua thôi. Thằng này thì được cái đánh giá của nó là giao diện nó đẹp hơn, nó cân đối hơn. Đấy, còn auto thì mình thấy thằng về việc cài đặt hoặc là auto thì mình lại thích cái thằng Pen Phay hơn, rất là cảm giác nó rất là tiện. Ok, được chưa? Đâu nhỉ? Đây thì cái thằng cá mập đấy nhá, chỗ khác bán là 2,8 triệu, tức là mua lần đầu, tức là mua riêng ấy. Như mình là lúc mà mình chưa biết về phần mềm cờ tướng, mình mua ở đại lý khác là 2,8 triệu ấy, và khi mình kinh doanh thì mình bán 2,1 triệu. Thì hôm nay mình từ bây giờ mình sẽ bán cho các bạn giá 1,8 triệu, được chưa? Đây, phù hợp với giả lập ứng dụng Trung Quốc nhá. Thằng này auto web thì sẽ hơi kém, chuyển máy tính phức tạp, cần liên hệ lại người bán. Đấy, mất phí miễn phí được 2 lần, 1 năm, trong vòng 1 năm các bạn chuyển máy 2 lần, hoặc là trong vòng 1 năm hết là sẽ phải mất tiền, được chưa? Thay một trong những cái ví dụ như là kể cả thằng Pen Phay này cũng thế nhá, hết 3 năm nhá, thì cũng giống như thằng sắc chết hết 3 năm, thì các bạn thay ổ cứng hoặc CPU cái thứ thì main cái thứ thì sẽ mã máy nó thay đổi thì các bạn sẽ không dùng được nhá, dùng được là các bạn phải liên hệ lại mình. Đấy, thì cái thằng Pen Phay ấy, cái ưu điểm của thằng Pen Phay là chuyển máy rất là tiện. Cái thằng Pen Phay này này, các bạn chuyển máy rất là tiện, các bạn tự chuyển được luôn, không cần phải liên hệ gì cả. Mình sẽ kích hoạt mã bản quyền qua email cho các bạn, được chưa? Một thằng là 1,2 triệu, một thằng là 1,8 triệu. Đấy, cái thằng Pen Phay này chỗ khác bán 1,7 triệu, thì bây giờ mình bán 1,2 triệu cho các bạn thôi. Gọi là đảm bảo với các bạn, nếu như các bạn mua được ở đâu rẻ hơn các bạn cứ mua. Còn nếu như mà các bạn tin tưởng đại lý của mình thì các bạn mua ủng hộ mình nhé. Ok. Đấy là cái thằng
Guiltu. À khi nói luôn là khi các bạn mua thì các bạn sẽ được ấy luôn nhé. Khi các bạn mua tất cả các Guiltu bên mình nhé, hoặc là phần mềm cờ tướng trên trên điện thoại, các bạn sẽ đều được mình tặng bản Pikafit mới nhất nhé. Các bạn sẽ luôn luôn được mình tặng bản kia Pikafit, tức là đánh cực kỳ mạnh luôn rồi đấy. Pikafit thì có vẻ thể thay thế cho cái thằng Bookchat và Cyclone, hai cái thằng này được. Tuy nhiên thì hai cái thằng này thì nó đặc biệt là Bookchat nhé, thì là nó đã cải tiến đánh cực kỳ hay rồi. Ok, tiếp theo là đến cái thằng phần mềm cờ úp. Phần mềm cờ úp đây, phần mềm cờ úp ấy thì cái sức mạnh của nó ấy, thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa. Đây tài khoản của mình trên Giga này. Nói chung là cờ úp hay cờ ngửa, cờ ngửa thì để lên kiếm vương 3 sao quá là dễ, không có cái gì cả. Tuy nhiên cờ úp thì nó hên xui nhé, vẫn có thể thua được. Tuy nhiên thì phần mềm nếu cứ để nó, mình cứ để cho nó auto tự nhiên thôi, nó cũng hoàn toàn thừa sức lên được cái kiếm vương 3 sao này. Nên nó cực kỳ mạnh luôn. Và không chỉ nếu như một cái phần mềm nào mới ra các bạn có thể đắn đo suy nghĩ. Tuy nhiên cái thằng Perfect này, Ninja Quy này, mình đảm bảo với các bạn không cần phải suy nghĩ gì cả, nó cực kỳ mạnh luôn. Ok nhá. Thế cái bảng giá của thằng Perfect phần mềm của Úp là như thế nào nhá? Thì trước ấy là cái bản 4U ấy, khi các bạn mua ấy, là các bạn gồm cả động cơ và GUI Auto luôn, không cần phải mua riêng giao diện GUI làm gì cả, đã mua là có dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì nhá. Gồm cái giao diện Auto này, GUI Auto cộng với động cơ luôn. Thì khi mua trước ấy, bảng giá trước của tất cả các đại lý ấy, là 4U ấy. 4U là đã là bên mình để bán rẻ nhất đã là 2,7 triệu rồi đấy, có những đại lý bán đến 3,6 triệu. Đây là mình nói thật nhé, các bạn không tin các bạn cứ đi tìm hiểu đi. Thì ok, mà bên mình ấy, bây giờ bảng 8 trước 4U là 2,7 triệu đúng không, bây giờ 4 à, bây giờ 8U mình bán giá 1,6 triệu, 8U mình bán giá 1,6 triệu cho các bạn, 32U là 2,7 triệu, 64U 3,3 triệu và 128U 4,4 triệu. Đây, sử dụng vĩnh viễn, chuyển máy 1 tuần 1 lần trong vòng 3 năm, hết 3 năm máy nào đang sử dụng thì sẽ sử dụng vĩnh viễn. Giao diện Auto thì cập nhật miễn phí vĩnh viễn luôn. Động cơ cập nhật 1 năm, khi các bạn hết 1 năm các bạn có ra bản mới, các bạn copy cái động cơ từ bản cũ sang bản mới là các bạn chạy được luôn. Rất là dễ. Đấy, thì đấy là cái thằng phần mềm cơ út nhé. Ok, còn đến một cái nữa. À đây, còn một cái nữa, ví dụ như các bạn mua bản, các bạn muốn mua những cái bản ví dụ như là 20U hay là bao nhiêu U chẳng hạn ấy, thì các bạn cứ liên hệ cho mình, mình sẽ tính giá cho các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể mua được những cái bản ví dụ như là 12U, 16U, bao nhiêu 24U, tức là những cái số U trong này nó không có thì mình sẽ đều tính giá cho các bạn được. Cái đấy rất là dễ thôi. Đây là mình những cái bản gọi là giá này là giá gọi là đảm bảo với các bạn thấp đúng bằng một nửa hoặc là thấp hơn một nửa của các đại lý khác. Bản quyền giống nhau nhé, mình kinh doanh lâu nhé, các bạn biết rồi đấy, không cần phải lo về cái vấn đề về hàng không bản quyền gì cả nhé. Ok, tiếp theo là phần mềm cờ tướng trên điện thoại. Phần mềm cờ tướng trên điện thoại ấy, thì cái này nó lại càng làm các bạn bất ngờ hơn. Đây nhá, cái thằng cái thằng phần mềm của từ trên điện thoại Pengfei bản quyền ấy, thì bình thường ấy 8U nhá, bình thường 8U các đại lý sẽ bán 1 triệu, mình bán 990.000. Bây giờ 8U mình lấy 690.000, 16U lấy 1,3 triệu, tức là 16U nó chỉ tương đương hơn 8U bản cũ một tí thôi. 32U chỉ 2,7 triệu thôi, tức là giá này là cực kỳ thấp, các bạn sẽ không thể tin là 690.000 mà đã có bản 8U. 8U là cực kỳ mạnh rồi nhá. Đấy, còn cái bản CPU trên điện thoại ấy, thì nó sẽ yếu hơn. Tuy nhiên là các bạn để mà muốn auto ấy, thì các bạn chỉ cần mua bản 460.000 một năm này thôi. Bản này mình sẽ tặng động cơ Pikafit cho các bạn thoải mái mà leo danh hay luyện cờ này, cực kỳ mạnh rồi, không cần phải lo. Pikafit dù sao nó miễn phí nhưng mà nó cũng có tiếng thôi, rất là nhiều bạn sử dụng. Ok đấy, thì khi các bạn mua ấy, mua cái gì cũng vậy thôi, các bạn mua bên mình thì sẽ được tặng Pikafit.
Các bạn có nhu cầu mình tặng Pikafit, chỉ Pikafit thêm vào thằng campaign thì với mình chỉ một cú click là xong, không cần phải thêm nhiều, không cần phải vào folder vào điếc cái thứ lằng ngoằng cả, một click là xong. Ok đấy, bảng giá bên mình thì là lần này sẽ là siêu thấp cho các bạn nhé. Còn một cái thằng nữa đó là Bookchat và Sigalon, thì hai cái thằng này thì nói thật với các bạn là sẽ khơ, hai cái thằng này thì mình cũng vẫn sẽ giảm giá cho các bạn, tuy nhiên thì bảng giá này mình sẽ không thay đổi. Lý do là cái thằng này ấy, thằng Bookchat và Sigalon này thì người ta không điều chỉnh cho mình, ví dụ như là thằng trang phây các thứ thì mình có thể ép giá tác giả được, tuy nhiên thì cái thằng Bookchat Sigalon này mình không ép giá được. Đấy, giá nó vẫn như vậy. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nhé, mình sẽ giảm giá cho các bạn. Ok, video này thì hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn luôn luôn đã ủng hộ mình trong cái thời gian gọi là mình cung cấp phần mềm. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ mình. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.